nữ ca sĩ Katy Perry mới đây đã hợp tác cùng với nam ca sĩ Thomas Rhett trong ca khúc đồng quê Where We Started sau nửa năm vắng bóng trong làng nhạc. Theo đó, nam ca sĩ Thomas Rhett đã mời Katy Perry hợp tác trong ca khúc mới và Katy chỉ mất 24 giờ suy nghĩ và đồng ý tham gia. Nói về lý do nhận lời tham gia bài hát, nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô yêu việc tạo nên một thế giới mơ mộng cho Where We Started và từ đó cô có cơ hội quay lại Nashville, nơi bắt đầu con đường âm nhạc của mình. Mở đầu MV có đạo diễn Patrick Stacey, Thomas Rhett và Katy Perry ngồi trong hai căn phòng riêng. Thomas Rhett mặc bộ đồ denim ngồi ở căn phòng màu xanh lam, còn Katy Perry mang bộ váy trắng bồng bềnh được bao phủ bởi màu hồng cam. Khi hát đoạn điệp khúc thứ hai, cặp nghệ sĩ đi qua các tấm màn phủ và tìm thấy nhau. Where We Started từng là ca khúc chủ đề cho album phòng thu thứ 6 của Rhett. Bài hát đạt vị trí 33 trên bảng xếp hạng những ca khúc đồng quê hay nhất của Billboard vào tháng 4. Album góp mặt 3 tuần trên Billboard 200 và 23 tuần trên Top Country Album. Nữ ca sĩ người Colombia Shakira dường như đã kể lại cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với chồng cũ Gerard Piqué qua ca khúc mới mang tên Monotonia. Mới đây, ca khúc Monotonia của Shakira đã ra mắt và nhanh chóng nhận về 13 triệu lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Sau khi ca khúc được đăng tải, người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ 45 tuổi đã dùng từ ngữ và hình ảnh trong bài hát để ngầm trách móc chồng cũ Piqué. Bài hát mở đầu với cảnh Shakira đẫm nước mắt, lững thững đẩy xe hàng trong siêu thị. Nữ ca sĩ sau đó đã gặp một người đàn ông trong siêu thị và bất ngờ bị tấn công, khiến trái tim cô vỡ tan. Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện trang phục của người đàn ông trên trùng với trang phục của Piqué trong MV An Enamor của chính Shakira hồi năm 2017. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, Shakira lần đầu lên tiếng về cuộc tình tan vỡ giữa cô và trung vệ của Barcelona. Trong lúc Piqué đang trải qua thời gian khó khăn trên sân cỏ, Shakira cũng không khá khẩm hơn khi phải đối mặt với 6 tội danh gian lận thuế và có thể phải ngồi tù 8 năm nếu bị kết án. Nam ca sĩ Jin của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS sẽ là khách mời đặc biệt trong tour diễn của nhóm nhạc Coldplay diễn ra tại Argentina vào cuối tháng 10. Thông tin được công bố chính thức trên trang của BTS khiến khán giả vô cùng háo hức. Cụ thể, BTS đã chia sẻ đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa anh cả Jin và ca sĩ chính Chris Martin của Coldplay. Trong đoạn tin nhắn, Chris Martin đã trực tiếp mời thành viên của BTS đi cùng ban nhạc tới buổi biểu diễn tại Argentina vào ngày 28 tháng 10 tới. Cả hai còn bàn nhau sẽ mang lên sân khấu ca khúc solo mới của Jin mang tên The Astronaut. Trước đó, Jin đã khiến khán giả vô cùng tò mò và háo hức khi xác nhận ca khúc mới lần này là sự hợp tác giữa nam thần tượng với Coldplay. Tại buổi hòa nhạc Yet To Come diễn ra tại Busan, Jin cũng đã úp mở về lần hợp tác này. Nam thần tượng khẳng định đây là ca khúc mà anh đã được làm việc cùng với nghệ sĩ mà anh yêu thích. Big Hit Music hiện đã xác nhận việc Jin biểu diễn ca khúc mới The Astronaut cùng Coldplay tại concert của ban nhạc. Màn trình diễn này chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn nữa, bởi đây là ca khúc được Jin đồng sáng tác với Coldplay. Trong buổi phỏng vấn với Variety, công nương Meghan Markle đã thẳng thắn trả lời câu hỏi về việc liệu cô có quay trở lại với nghề diễn xuất nữa hay không. Cụ thể, tại buổi phỏng vấn, công nương Meghan cho biết cô đã bước qua giai đoạn muốn trở thành diễn viên và sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo. Lúc này, cô hoàn toàn không có ý định trở lại làm diễn viên. Ở thời điểm hiện tại, Meghan Markle cùng chồng hoàng tử Harry đang bận rộn với nhiều dự án mới, trong đó có hãng Actigrail Production, nơi cô thử sức với vai trò là nhà sản xuất. Cô diễn viên cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bộ phim hài lãng mạn hơn nữa nhằm mang tới cái nhìn tích cực hơn với khán giả. Trước khi bắt đầu cuộc sống với tư cách thành viên hoàng gia, Meghan Markle từng là một trong những diễn viên truyền hình triển vọng của nước Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành vợ của hoàng tử Harry, Meghan đã rời xa showbiz và không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa.